Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy cuộc tấn công của phi hành đoàn Su-25 được thực hiện bằng tên lửa vào các mục tiêu của đối phương. Sau khi sử dụng vũ khí hàng không, phi hành đoàn đã thực hiện một cuộc diễn tập, thả pháo sáng mồi nhử và quay trở lại sân bay khởi hành. Ngày 8 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị quân đội Nga đã tiêu diệt hơn 200 binh sĩ Ukraine, 3 xe chiến đấu bọc thép, 4 khẩu pháo và 2 súng cối ở khu vực biên giới tỉnh Kursk trong vòng 24 giờ. Trong 24 giờ qua, các đơn vị của nhóm quân Bắc đã đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine theo hướng các khu định cư Lyubimovka, và Varuzkoje, Prochnoye, đồng thời ngăn chặn các nỗ lực tấn công theo hướng Olgokka. Tổn thất của Ukraine lên tới 40 người thiệt mạng và bị thương, hai xe chiến đấu bọc thép và một ô tô bị phá hủy, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý. Bộ cũng cho hay các cuộc tấn công của không quân và pháo binh Nga đã đánh bại sự tập trung nhân lực và thiết bị tại 16 khu định cư ở tỉnh Kursk. Tổng cộng trong cuộc giao tranh ở Kursk kể từ đầu chiến dịch, tính từ ngày 6 tháng 8 năm 2024, Ukraine mất hơn 21.250 quân nhân, 136 xe tăng, 66 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân, 891 xe chiến đấu bọc thép, 589 xe, 177 khẩu pháo. 33 hệ thống tên lửa phóng loạt, bao gồm 8 HIMARS và 6 MLRS được sản xuất tại Mỹ, 9 bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không, 5 phương tiện vận tải, 45 trạm tác chiến điện tử, 9 radar phản pháo, 3 radar phòng không, 22 đơn vị kỹ thuật và các loại thiết bị khác, trong đó có 13 phương tiện giả phá kỹ thuật, 1 thiết bị giả phá bom mìn UR-77, cũng như 3 phương tiện sửa chữa và phục hồi bọc thép. Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến dịch tiêu diệt các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine vẫn tiếp tục. Tờ Financial Times viết, chính quyền Kiev đang tổ chức các cuộc đàm phán kín về việc nhượng lại một phần lãnh thổ cho Nga để đổi lấy việc gia nhập NATO hoặc các đảm bảo an ninh khác. Theo FT, ở Ukraine lo ngại rằng họ sẽ không có đủ quân đội, vũ khí và sự hỗ trợ của phương Tây để khôi phục đường biên giới năm 1991. Trong bối cảnh đó, ở Ukraine đang diễn ra các cuộc thảo luận về những phương án thay thế để giải quyết xung đột. Bài báo viết các cuộc đàm phán đang tiến hành sau cánh cửa đóng kín về một thỏa thuận, theo đó Moscow sẽ duy trì quyền kiểm soát thực tế đối với khoảng một phần năm lãnh thổ Ukraine mà họ chiếm đóng, mặc dù khu vực này không được công nhận là một phần chủ quyền của Nga. Phần còn lại của đất nước sẽ được phép tham gia NATO hoặc được bảo đảm an ninh với các điều kiện tương tự. Cả hai phía Ukraine và Nga chưa lên tiếng về thông tin này trên tờ FT. Trước đó, chính quyền Kiev cho rằng việc bắt đầu đàm phán với Moscow là không thể xảy ra cho đến khi quân đội Nga rời khỏi lãnh thổ Ukraine theo đường biên giới nước này vào thời điểm Liên Xô sụp đổ. Tuy nhiên, vào cuối tháng 3, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cho phép thảo luận về một giải pháp hòa bình mà không quay trở lại đường biên giới năm 1991. Theo quan điểm của ông Zelensky, Nga sẽ sẵn sàng đối thoại nếu Ukraine mất các vùng lãnh thổ đã trở thành một phần của Nga sau khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt Điện Kremlin đáp lại bằng cách nói rằng ông Zelensky sẽ phải tính đến thực tế địa chính trị mới với bốn thực thể mới của Nga. Vào tháng 2 năm 2022, tổng thống Putin nói rằng chiến dịch đặc biệt đã trở thành một biện pháp cần thiết vì người ta không để cho Nga hành động theo cách khác khi tạo ra những rủi ro về an ninh khiến Nga không thể có biện pháp ứng phó khác. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng Nga đã cố gắng trong vòng 30 năm để đạt được thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu. Nhưng ngược lại, Moscow lại phải đối mặt với sự dối trá và lừa lọc trắng trợn hoặc là những nỗ lực gây áp lực và tống dọa. Trong khi đó, Liên minh Bắc Đại Tây Dương vẫn tiếp tục mở rộng và tiến đến gần biên giới của Nga, nhà lãnh đạo đất nước chỉ rõ. Ngoài ra, vào tháng 6 năm nay, Tại cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Tổng thống Putin đã công bố các điều kiện để bắt đầu đàm phán về Ukraine. Trong số đó có việc kỳ ép từ chối gia nhập NATO. Ông Putin lưu ý rằng, để giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình, Nga cần Ukraine có quy chế trung lập không liên kết phe khối phi hạt nhân. Người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Nga, gọi tắt là SVR, Sergei Nariskin cho biết, các điệp viên Anh và Mỹ đã giúp Ukraine lập kế hoạch cho nổ tung nhà máy điện hạt nhân Kurs, động thái có thể đẩy châu Âu vào cơn ác mộng bức xạ khác. Quân đội Ukraine đã xâm nhập vào vùng Kursk của Nga vào tháng 8, nhưng đã bị chặn lại trước nhà máy hạt nhân ở Kuchatov. Phát biểu tại một cuộc họp của các nguyên tắc tình báo và an ninh của các quốc gia hậu Xô Viết ở Astana tuần trước, ông Nadirskin đã tiết lộ kế hoạch đáng lo ngại của phương Tây đối với cơ sở này. Theo những phát biểu được công bố vào ngày 7 tháng 10, ông Nadirskin cho biết, theo thông tin tình báo mà SVR thu thập được, cuộc tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch bao gồm việc chiếm và khai thác nhà máy điện hạt nhân Cos. Ông Nadirskin nói thêm, nếu họ có thể thực hiện được điều đó, châu Âu sẽ phải đối mặt với thảm họa môi trường và nhân đạo tương tự như là Chernobyl. Một vụ tai nạn năm 1986 tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã khiến một trong những lò phản ứng của nhà máy phát nổ và bốc cháy, buộc phải sơ tán thị trấn Pripyat và tạo ra một vùng cấm rộng 30 km trên biên giới giữa Ukraine và Belarus ngày nay. Bụi phóng xạ từ đám cháy đã được gió mang đến tận Scotland. Theo ông Nadiskin, tình báo Anh và Mỹ đã cung cấp cho Ukraine thông tin cho phép họ tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Nga, bao gồm hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao về các khu vực biên giới. Pháo binh Ukraine đã sử dụng thông tin này để thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Thông tin tình báo hiện có cho thấy, các cơ quan tình báo phương Tây, chủ yếu là MI6 của Anh, đã có sự chuẩn bị có hệ thống cho các nhóm phá hoại và trinh sát của Ukraine để tổ chức các cuộc khiêu khích tại một số nhà máy điện hạt nhân ở Nga. Người đứng đầu SVR tuyên bố, đồng thời cáo buộc rằng các điệp viên Anh và các đối tác Ukraine của họ đang phát triển một chiến dịch nhằm cho nổ tung các đường dây điện kết nối với các nhà máy điện hạt nhân với lưới điện quốc gia của Nga. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Inakoda đã trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine kể từ giữa năm 2022. Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu cuối cùng đã phải đóng cửa do các mối nguy hiểm, bao gồm máy bay không người lái, tên lửa, mất nước cho hệ thống làm mát và thậm chí là một cuộc tấn công đầu bộ của lực lượng biệt kích Ukraine vào tháng 10 năm 2022. Các quan sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA được triển khai tại hiện trường đã nhiều lần thừa nhận các cuộc tấn công vào ZNPP nhưng đã từ chối xác nhận ai là người chịu trách nhiệm. Nga đã mô tả các cuộc tấn công là một nỗ lực tống tiền hạt nhân trong khi Ukraine cáo buộc rằng Moscow đang pháo kích nhà máy để bôi nhọ Kiev. 8 vị tướng Nga từ nhiều cơ quan an ninh khác nhau đã mất chức chỉ trong một ngày, một nguồn tin của AIA Novosti cho biết một số đơn từ chức đã được công bố chính thức. Danh sách các vị tướng bị cách chức bao gồm người đứng đầu Ủy ban điều tra của Liên bang Nga tại lãnh thổ Stavropol, Thiếu tướng Tư pháp Igor Ivanov, ông giữ chức vụ này từ tháng 5 năm 2022. Người đứng đầu Ủy ban điều tra của Liên bang Nga về Budiatia, Vyacheslav Sukhodukov, Phó Giám đốc Bộ phận Quản lý Hoạt động của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, Thiếu tướng Alexander Monchanov, người đứng đầu Bộ Tình trạng Khẩn cấp của khu vực Moscow, Trung tướng Sergei Politikin, người đứng đầu Cục Tình trạng Khẩn cấp Rostov thuộc Bộ Tình hình Khẩn cấp Sergei Filipov. Tướng Sergei Politikin đã bị cách chức khi đạt đến độ tuổi phục vụ tối đa là 60. Theo hãng thông tấn TASS, ông sẽ được chuyển sang một công việc khác. Ông Poletikin giữ chức vụ là người đứng đầu Bộ Tình trạng Khẩn cấp khu vực Moscow trong hơn 10 năm. Ông có trình độ học vấn y khoa dân sự, phục vụ ở nhiều vị trí khác nhau trong quân đội, sau đó chuyển sang các dịch vụ cứu hộ rồi đến Bộ Tình trạng Khẩn cấp. Dịch vụ báo chí của Tổng cục Tình trạng Khẩn cấp của Đosov, Oblast cũng xác nhận việc tướng Sergei Filipov bị sa thải khỏi chức vụ của mình. Ông sẽ bước sang tuổi 60 vào ngày 15 tháng 11, do đó việc sa thải ông rất có thể cũng là do tuổi tác. Ông đứng đầu Tổng cục Tình trạng khẩn cấp Rostov kể từ tháng 5 năm 2020. Trước đó, ông là người đứng đầu Bộ Tình trạng khẩn cấp tại vùng Tuy-Azan trong 6 năm. Ủy ban điều tra Cộng hòa Buri cho biết Vyacheslav Sukhodukov đã bị cách chức theo xác lệnh do Tổng thống Liên bang Nga ký. Sukhodukov giữ chức vụ này kể từ tháng 11 năm 2019. Tên của ba vị tướng khác chưa được công bố. Được biết, một số vị tướng là đại diện của cơ quan cải huấn Liên bang. Giữa bão lửa dày đặc của Nga, Ukraine vẫn duy trì nhịp độ rút quân chậm rãi, quyết tiến hành một cuộc chiến tiêu hào với đối phương. Theo Topco, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công tích cực ở Donbass. Trong 24 giờ qua, các đơn vị tấn công của lực lượng vũ trang Nga đã tiến vào một số khu vực của mặt trận theo hướng Pokrovsk và Kurakhovsky về phía nam Selidovo ở tờ và và Maksimilianovka. Cụ thể, tại khu vực thành phố Selidovo, lực lượng Nga đang cố gắng cắt đất tuyến đường C050951 dẫn về phía tây nam đến đường cao tốc H15 donetsk Zaporizhia và làm phức tạp thêm hoạt động hậu cần của đồn trú Ukraine. Đường cao tốc M30 phía bắc đến Pokrovsk và đường C051137 phía nam đến Tersukurino đã bị cắt đứt. Nếu Nga thực hiện thành công kế hoạch của mình, thì chỉ còn lại một tuyến đường C050942 từ Selidovo qua Visnevoe về phía Tây để phục vụ nhu cầu tiếp viện của lực lượng vũ trang Ukraine. Đối với khu định cư tờ Sukurino, một phần do lực lượng vũ trang Nga kiểm soát, phần lớn khu định cư nằm trong vùng xám. Khu định cư này có tầm quan trọng nhất định đối với Ukraine khi chặn đứng hiệu quả cuộc tiến công của Nga đến Vodnesenka, Novoselidovka, nếu Nga thành công kiểm soát đứng nơi này, sẽ làm phức tạp nghiêm trọng việc phòng thủ ở Koniec và Kurakhovska của lực lượng Ukraine. Trong khi đó, tờ New York Times của Mỹ đưa tin quân đội Ukraine đang rút lui chậm rãi dưới áp lực của lực lượng Nga ở nhiều khu vực của mặt trận, bao gồm cả ở Donbass, một cách có chủ đích. Ukraine dường như đang sử dụng chiến thuật bao mon tiêm lực chiến đấu của Nga. Ukraine tiến hành rút lui với tốc độ chậm khỏi các khu vực, duy trì phòng thủ mạnh mẽ nhằm câu giờ để Nga phải tổn thất lượng lớn vũ khí, nguồn lực nhằm giành lấy lãnh thổ. Theo giới quan sát phương Tây, chiến thuật này có thể khiến Nga bị kiệt quệ nguồn lực khi họ phải tấn công dữ dội và kéo dài vào một mục tiêu liên tục trong nhiều tháng. Trong vòng chưa đầy một năm qua, Ukraine đã mất một số thành phố, thị trấn và làng mạc ở Donbass. Đầu tiên là thành phố Marinka vào tháng 1. Đây là dấu hiệu cho thấy Nga đã củng cố vị thế của mình trên chiến trường. Sau đó vào tháng 2 có Avdiivka, nơi cũng đã xảy ra giao tranh trong hai năm. Cuối cùng, tuần trước, Nga đã giành được quyền kiểm soát Vuleda. Mặc dù chấp nhận để mất thêm lãnh thổ, các chỉ huy Ukraine vẫn nhấn mạnh rằng cuộc chiến đã bước vào giai đoạn tiêu hao trong đó yếu tố quyết định không phải là quyền kiểm soát đất đai mà là tổn thất mà cả hai bên phải gánh chịu. Vì vậy, mục tiêu của Ukraine dường như là buộc Nga phải trả cái giá đắt nhất có thể để kiểm soát một khu vực. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ nhà phân tích quân sự Andrei Madovko mới đây cho biết quân đội Nga đã bắt đầu bao vây lực lượng Ukraine đồn trú tại thành phố Sivers, thuộc vùng Donetsk, với khoảng 3.000 quân nhân Ukraine dự kiến sẽ bị bao vây. Trước đó, ông Madoko nói với TASS rằng sau khi phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine gần Kremenaya ở vùng Lugansk, quân đội Nga đã phát động một chiến dịch nhằm giành quyền kiểm soát các khu vực Serebrianka và Grigorovka gần Sivers lân cận. Ông Madoko nói với đài phát thanh Komsomolskaya Pravda Chúng tôi, tức là Nga, mới nhận được thông tin rằng chúng tôi đã phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine và tiếp cận Serebrianka và Krykodopka. Vì vậy, có thể nói rằng cuộc chiến giành các khu định cư này đã bắt đầu. Về phía tây nam của Kremenaya, gần Sivers cũng có những cuộc giao tranh đang diễn ra. Về cơ bản, có một trận địa tử thần đang được tạo ra và một nhóm quân đội Ukraine khá lớn đang ở bên trong. Theo tính toán của tôi, khoảng 3.000 chiến binh Ukraine có thể ở trong một vị trí rất không may trong khi đó phía Ukraine chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine vào ngày 8 tháng 10 chỉ xác nhận tổng cộng có 172 cuộc giao tranh diễn ra trên mọi mặt trận trong ngày qua. Quân nga hoạt động tích cực nhất ở mặt trận Pokrovs và Kudakove. Nga đã tiến hành 4 cuộc tấn công bằng tên lửa, sử dụng 7 tên lửa, 72 cuộc không kích, sử dụng 122 quả bom trên không và 1.508 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Kamikaze nhằm vào Ukraine. Ngoài ra, lực lượng Nga đã khai hỏa 4.420 lần vào các vị trí của quân đội Ukraine và các khu vực đông dân, bao gồm 117 cuộc tấn công sử dụng hệ thống tên lửa phóng nhiều lần. Quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 26 đợt tấn công ở mặt trận Volkhovsk, quân đội Nga tập trung nỗ lực của mình ở vùng lân cận Lysipka và Selidove, đầu về, nơi họ tiến hành hơn một nửa số đợt tấn công. Hơn nữa, quân phòng thủ Ukraine đã ngăn chặn được nỗ lực của quân Nga nhằm đột phá qua các tuyến phòng thủ gần Novotoresk, Kalinove, Krutyida, Novohodivka và Mykolaivka. Lực lượng Ukraine tiếp tục giữ vững mặt trận Kurakove gần Tasukurine, Zelane-Druhe, Hinnik, Novoselidivka. Hoche, Heohiipka, Heohiipka và Katerinipka, nơi quân Nga đã thực hiện 37 cuộc tấn công. Lực lượng Nga đang duy trì sự hiện diện quân sự trên biên giới với các tỉnh Chernihiv và Sumy, tiến hành các cuộc pháo kích bằng súng cối và pháo binh vào các khu định cư từ lãnh thổ Nga. Họ cũng đang tiến hành các hoạt động phá hoại và trinh sát ở các khu vực này. Lực lượng phòng vệ Ukraine đang tiếp tục hoạt động tại vùng Kursk của Nga. Không quân, lực lượng tên lửa và pháo binh của Ukraine đã tấn công ba hệ thống pháo binh và sáu khu vực tập trung quân nhân và thiết bị, một điểm lưu trữ nhiên liệu và chất bôi trơn và một hệ thống tên lửa phòng không OSA của Nga. Hãng tin Tintas ngày 7 tháng 10 đăng tải một video với nội dung được cho là hệ thống bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM-JAS được triển khai tại Novosibirsk của Siberia. Đoạn video cho thấy vũ khí được đưa ra khỏi một nhà kho để phục vụ công tác kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu. Cũng theo hãng tin tức quân sự và quốc phòng Army Reconnaissance JAS RS-24, tên mà NATO gọi là SS-29, là tên lửa hạt nhân chiến lược, có tầm bắn lên tới hơn 12.000 km. Tên lửa này có thể được lắp trên hệ thống di động hoặc triển khai trong các hầm chứa. Trung đoàn Yas RS-24 đầu tiên gồm 3 tiểu đoàn đã được triển khai vào năm 2011. Hai tiểu đoàn của trung đoàn thứ hai cũng đã được Nga đưa vào nhiệm vụ chiến đấu vào tháng 12 năm ngoái. TASS cho hay nhân viên đang thực hiện các nhiệm vụ bao gồm thử nghiệm khả năng cơ động trên các tuyến đường tuần tra như một phần nhiệm vụ chiến đấu và tổ chức ngụy trang, bảo vệ chiến đấu. Hãng thông tấn này cho biết thêm, ngoài ra quân nhân sẽ giải quyết các vấn đề liên quan tới hoạt động chống trả nhóm, phá hoại và trinh sát kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các chuyên gia tỏ ra hoài nghi về những cảnh báo đó. Mới đây, Tổng thống Putin công bố đề xuất những thay đổi đối với học thuyết hạt nhân của Nga, đề cập đến những tình huống mà Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Peter Ruland, giáo sư về nghiên cứu Nga, Đông Âu và Á Âu tại Đại học Wesleyan, nhận định, tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với sự thay đổi đáng kể trong lập trường học thuyết của Nga, cũng không cho thấy sự sẵn sàng gia tăng việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Chiến tranh lạnh kết thúc mang lại sự nhẹ nhõm nhưng cũng làm dấy lên mối lo ngại về việc vũ khí hạt nhân liên xô mất tích. Mặc dù Belarus, Kazakhstan và Ukraine đã trả lại vũ khí thời Liên Xô cho Nga, nhưng nỗi lo sợ về vật liệu hạt nhân không được tìm thấy vẫn còn. Cựu cố vấn an ninh Nga Alexander Lebed từng tuyên bố rằng có tới 100 vali bom bị mất, mặc dù Nga đã phủ nhận điều này. Cụ thể hơn, hai quả ngư lôi hạt nhân đã bị mất trên tàu ngầm Komsomolets của Liên Xô vào năm 1989 chiếc tàu ngầm bị chìm ở biển Barents và mặc dù đã có nhiều nỗ lực bảo vệ địa điểm, các vũ khí này vẫn nằm dưới nước, gây ra những rủi ro tiềm ẩn cho môi trường. Sự kết thúc của chiến tranh lạnh có thể khiến nhiều người cảm thấy an toàn hơn một chút vì có vẻ như thế giới sẽ không phải đối mặt với ngày tận thế hạt nhân. Nhưng có một vấn đề không lường trước được, đó là vũ khí hạt nhân bị mất tích. Trước khi sụp đổ vào năm 1991, Liên Xô đã sản xuất hơn 27.000 vũ khí hạt nhân cùng với đủ uranium và plutonium cấp vũ khí để chế tạo nhiều vũ khí gấp 3 lần do tình trạng kinh tế khó khăn nghiêm trọng, tham nhũng tràn lan, an ninh lòng lẻo và phụ thuộc vào hệ thống quan liêu. Người ta lo ngại rằng một số vũ khí hạt nhân hoặc vật liệu có thể đã bị mất hoặc bị đánh cắp. Các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ là Belarus, Kazakhstan và Ukraine đều đã trả lại vũ khí hạt nhân thời Liên Xô cho nước Nga hậu Xô Viết vào những năm 1990 nhưng vẫn còn lo ngại về cách sử dụng các kho dự trữ uranium và plutonium cấp độ vũ khí. Một nỗi sợ lớn hơn nhiều là liệu tất cả các vũ khí hạt nhân đã được tính toán đúng mức hay chưa. Hội đồng quan hệ đối ngoại cảnh báo rằng cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã báo cáo hơn 100 vụ buôn lậu hạt nhân kể từ năm 1993, 18 vụ trong số đó liên quan đến uranium làm giàu cao. Sáng kiến đe dọa hạt nhân gọi tắt là NTI cũng đã công bố một báo cáo vào tháng 9 năm 1997 trích dẫn lời cựu cố vấn an ninh quốc gia Nga Alexander Lebed, người tuyên bố rằng quân đội Nga đã làm mất dấu hơn 100 quả bom vali hạt nhân. Lebet, người đưa ra tuyên bố của mình trên chương trình tin tức 60 Minutes của CBS, cho rằng mỗi loại vũ khí này đều có sức mạnh tương đương đầu đạn 1 kiloton, có khả năng giết chết tới 100.000 người và có thể được kích nổ bởi một người duy nhất. Tuy nhiên, Nga phản bác rằng Lebet đã nhầm lẫn và có thể đã nhầm lẫn giữa các thiết bị huấn luyện giả quy mô nhỏ với vũ khí thật. Trong gần 24 năm kể từ báo cáo, không có ví dụ nào về bất kỳ quả bom vali thời Liên Xô nào được phát hiện và may mắn thay, không có tổ chức khủng bố nào sử dụng loại vũ khí như vậy. Tuy nhiên, người ta biết rằng ít nhất hai vũ khí hạt nhân của Liên Xô đã bị mất và cả hai đều hiện vẫn còn trên tàu ngầm Komsomoles, tức là gọi tắt là K278 của Hải quân Liên Xô, được đưa vào sử dụng năm 1984. Vào ngày 7 tháng 4 năm 1989, khi đang hoạt động ở độ sâu là 1.266 feet, con tàu đã gặp sự cố ở giữa biển Barents khi một đám cháy bùng phát và thủy thủ đoàn thiếu kinh nghiệm của tàu đã không thể giải quyết được vấn đề. Sự cố trở nên tồi tệ hơn do thiếu một nhóm kiểm soát thiệt hại. Tàu ngầm có thể nổi lên, nhưng sự thay đổi áp suất đột ngột đã khiến cửa sập trên cùng bị thổi bay, hất văng hai thành viên phi hành đoàn ra khỏi khoang. Tàu ngầm sớm chìm dưới sóng và ngoài lò phản ứng hạt nhân, nó còn mang theo hai ngư lôi là Skavan, có vũ khí hạt nhân. Dưới áp lực từ Na Uy, Liên Xô đã tiến hành tìm kiếm K-278 dưới biển sâu và vị trí xác tàu được phát hiện vào tháng 6 năm 1989. Từ năm 1989 đến năm 1998, tổng cộng 7 chuyến bay thám hiểm đã được thực hiện để bảo vệ lò phản ứng khỏi nguy cơ dò gì phóng xạ và bịt kín các ống phóng ngư lôi.